Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen quen biết, nhưng không gặp thấy người. Nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, gia đình hạnh phúc ấm êm là ước mơ của nhiều người. Ai trong chúng ta cũng muốn sống trong gia đình hạnh phúc. Thế nhưng lại có quá nhiều gia đình trong chúng ta mất hạnh phúc, hay hạnh phúc chỉ là những ước mơ sau ngày thành hôn. Đâu là lý do mất đi hạnh phúc mà mọi người đều mong ước? Ngày nay chúng ta chứng kiến quá nhiều những con người trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng trầm trọng về đời sống gia đình, nhất là các trẻ em. Nhiều gia đình nghèo, nghèo vì thiếu tình thương, chứ không phải thiếu về của ăn, kinh tế và vật chất. Que quặt về cách giáo dục con cái, tan nát và bất hòa vì ly thân, ly dị và phá thai. Như trong ngày lễ mừng kính các Thánh Anh Hải, Việt Nam, như tôi đã nói, đứng thứ 3 trên toàn thế giới về nạn phá thai. Một năm 300.000 em bé bị phá thai. Đứng đầu là Tàu, đứng thứ 2 là Nga Xô, và đứng thứ 3 là Việt Nam về việc phá thai. Không thiếu những gia đình phân ly, phân tán vì chiến tranh bạo lực, vì bất hòa do tệ nạn xã hội mà người cha, người mẹ mang vào trong gia đình. Đó là cờ bạc, rượu chè, số đề, thất nghiệp và bói toán. Như tôi nói đầu lễ, tôi buồn vì sau khi tôi đọc những lá thư của các em gửi cho Chúa Hài Đồng, trong đó có 3 vấn đề các em đặt vào. Thứ nhất, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ trong ngày lễ Giáng sinh, bởi vì niềm vui ngày lễ Giáng sinh được rộn ra ở khắp nơi, nào là hang đá, cây thông, thắp đèn, kể cả gia đình các em cũng là hang đá. Cầu nguyện thứ hai, đó là cho các em có điểm thi cao trong học kỳ 1. Và lời cầu nguyện thứ ba khá đau lòng và chua xót, đó là gia đình các em không bao giờ đọc kinh tối, trong khi đó có những ông bố đi uống rượu về say, chửi vợ, đánh con, và trong đó em bé nó viết: Thưa cha, cái hậu quả mà gánh lấy đó là các thiếu nhi, đó là chúng con.
Hơn nữa, hôm vừa rồi ba con uống rượu say còn đi báo. Đi báo khi Việt Nam thắng Malaysia đó. Tôi đọc xong tôi giật mình và tôi buồn. Bởi vì thiếu sự ý thức những người cha, người mẹ. Bởi vì khi nói tới đi báo có nghĩa là cơn bão nó quẹt qua đâu thì tai hại đổ đến đấy. Mà người Việt Nam mình đi báo thì gieo tai họa cho đất nước. Mà tai họa rõ ràng là 28-30 người chết vì đi báo, hơn 100 người bị thương. Trong khi đó những vấn nạn, những trăn trở của đất nước, của gia đình mình thì mình không bao giờ màng đến. Đó là cái báo của Việt Nam. Và như vậy các em còn, đó là ba cái chủ đề chính mà các em viết trong lá thư. Và khi tôi đọc tôi buồn vì cha mẹ không có đời sống đạo đức và còn lao đầu vào những cái gì vô bổ mà chính con cái chúng ta đã nhận ra. Và rất nhiều em gặp tôi nói với tôi như thế này, bởi vì thường lễ hai tôi hay ra với các em bé: thưa cha, con không thích bố con uống rượu, con không thích mẹ con đi lung tung cả. Bây giờ con muốn bố mẹ con trở thành những người bố, người mẹ đạo đức thánh thiện, sống tốt, có nhân bản, chứ không phải về nhà la mắng chúng con. Đó là tâm tình của con cái của bạn chị em. Như thế để giải quyết vấn nạn mà tôi vừa nêu ra, tôi mời gọi ông bà anh chị em đã bậc làm cha làm mẹ xin nhìn vào gia đình thánh gia hôm nay mà giáo hội mừng kính. Gia đình thánh gia cũng như bao nhiêu gia đình khác chẳng khác gì gia đình của chúng ta, cũng có những khó khăn thử thách nhất định, nhưng các ngài đã giải quyết và thắng vượt được những khó khăn và thử thách đó. Vì mỗi gia đình, mỗi thành viên trong gia đình thánh gia đã chu toàn bổn phận của mình một cách xuất sắc trong vai trò và trách nhiệm làm cha, làm mẹ và làm con. Để có thể thực hiện tốt vai trò và bổn phận của từng thành viên trong gia đình, điều đầu tiên là phải có đời sống cầu nguyện. Nghĩa là ý thức gia đình mình luôn có Chúa hiện diện, từ việc cầu nguyện mới tìm ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Còn gia đình chúng ta thì sống ngược lại, chẳng bao giờ cầu nguyện trong gia đình, chẳng bao giờ có giờ kinh tối, và thay vào đó là truyền hình, là phim ảnh, là sử dụng điện thoại để nhắn tin, để lướt web, con cái thì chơi game. Tất cả đã đặt giờ kinh tối không còn quan trọng và cũng chẳng cần thiết. Thậm chí chối từ cả Thiên Chúa và cho rằng Thiên Chúa không hiện diện. Nếu một gia đình không có đời sống cầu nguyện và không đọc kinh tối thì tôi bảo đảm gia đình đấy bất hạnh và không bao giờ có hạnh phúc. Thứ hai, sống theo giáo huấn của giáo hội. Hãy xem gia đình chúng ta có thực hiện giáo huấn của giáo hội không, hay là giữ cho xong một lề luật, một việc phải làm, từ việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đến việc thực hành các giới răn, rồi đến việc giết hại các thai nhi bằng những hành động phá thai, điều hòa kích nguyệt. Phải chăng giáo huấn của giáo hội, thông điệp Humanae Vitae của Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ sáu trở nên cổ hủ đối với các gia đình trẻ ngày nay, để rồi sống thử, sống trước hôn nhân, dùng các phương thuốc để người thai bất chính và đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội? Tôi nói điều này là tôi có căn cơ và xác tín, vì tôi đã đi thăm các anh em, các gia đình, những người ở các nhà trọ, hầu hết là sống thử, sống chung với nhau, kể cả những người công giáo và những người không công giáo.
kể cả những anh chị em dự tòng mà tôi sắp rửa tội. Tôi đi tới tận nơi, mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe được cái kiểu cách sống thử như thế này. Tôi đã cảnh cáo và tôi cảnh báo rằng nếu còn như thế này thì tôi sẽ báo cho các cha ở nhà quê và họ sẽ không bao giờ cử hành hôn phối cho các anh chị ấy. Và như vậy xem ra giáo huấn của giáo hội chúng ta không còn đặt nặng và như là để ngoài tai của người công giáo. Và loáng thoáng tai tôi nghe khi tôi đi thăm những gia đình hoặc là những anh chị em sống ở nhà trọ, bên xung quanh toàn là những người ngoại giáo. Khi tôi vừa dắt xe đi ra, họ bảo tôi: thưa cha, một người có đạo, một người không có đạo ở với nhau mà chẳng hôn phối có tội không? Tôi đắng miệng và tôi không trả lời được. Tôi lầm lũi, tôi dắt xe, tôi đi với khuôn mặt buồn bã và không trả lời nổi câu hỏi của người ngoại giáo đặt ra cho một linh mục chánh xứ. Thứ ba, xây dựng gia đình trên nền tảng là tình yêu và đối xử với nhau bằng tình yêu. Thế nhưng nhìn lại cách đối xử của chúng ta trong gia đình, chúng ta thấy gì? Thay vì bằng tình yêu thì bằng bạo lực, đánh đập, cãi vã và buông ra những lời nhục mạ, mắng nhiếc và khó nghe đối với nhau. Vợ chồng không còn yêu thương nhau, cha mẹ không còn chăm lo quan tâm tới con cái mà bỏ mặc cho nó chiếc điện thoại thông minh để tùy ý nó sử dụng lướt web, Facebook hoặc là Zalo, nhắn tin với tất cả mọi hạng người mà nó muốn khi nó cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay. Thậm chí trong gia đình còn thiên vị thương đứa này ghét đứa kia, con cái không còn thảo hiếu với cha mẹ, xua đuổi chăm sóc khi cha mẹ về nhà, có chăng là khó chịu mắng nhiếc hay cọc cằn khi cha mẹ già yếu lẩm cẩm. Nơi gia đình, con cái không còn học được một lối sống tình yêu, một sự quan tâm chăm sóc, một lối sống liên đới với tha nhân nữa, mà ngược lại là những bối cảnh của những gia đình để lại hậu quả tan tác cho những người con sau này của xã hội và của giáo hội. Tôi mời gọi ông bà anh chị em, những người làm cha, làm chồng, làm mẹ, làm vợ, xin hãy nhìn vào gia đình thánh gia ngày hôm nay để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi, bổn phận, vai trò của mình trong từng gia đình của chúng ta. Nếu là một người cha, hãy trở thành một người cha mẫu gương về đời sống đạo đức, đời sống luân lý, đời sống nhân bản. Ngay cả cách đối xử và lời nói của những người cha phải mở miệng là những lời nói giáo dục, có văn hóa, chứ không phải những lời thô tục mắng nhiếc vợ con. Là những người vợ, người mẹ, tôi mời gọi các bà, các chị hãy gìn giữ nét son của người nữ, sự nhẹ nhàng, nếp na, đoan trang là cách sống của một người nữ Việt Nam, của một người mẹ, người vợ nhẫn nhục và lo lắng trong gia đình. Đừng trở thành những người mẹ, người vợ khó tính, cáu gắt hoặc la mắng một cách vô cớ đối với con cái hay đối với chồng, người mà mình phối ngẫu. Dẫu chúng ta là những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, nhưng chúng ta cũng là những người con để chúng ta thảo hiếu kính yêu với cha mẹ mình. Khi cha mẹ mình lớn tuổi, khi các ngài về già, hãy biết nuôi dưỡng, chăm sóc bằng tình yêu của một người con đối với cha mẹ, chứ không phải bỏ rơi hay có chăm chăm thì chỉ là cấu kỉnh, cọc cằn, buông ra những lời rủa xả đối với cha mẹ của mình. Để có thể làm được những điều ấy, tôi xin các gia đình
hãy dành ra một ít phút buổi tối để cha mẹ và con cái có giờ kinh tối trong gia đình. Thiếu đi đời sống cầu nguyện, chắc chắn gia đình không có hạnh phúc. Thiếu đi đời sống cầu nguyện, chắc chắn gia đình không còn tìm được nguồn vui, mà mỗi người sẽ lao vào công việc riêng của mình. Nào là phim ảnh, nào là TV, nào là điện thoại lướt web, hay trong tất cả mọi công việc khác. Mừng lễ Thánh Gia, tôi gióng lên một hồi chuông, tôi gióng lên một tiếng nói chính thức. Và của giáo hội cũng như của tôi là linh mục chánh xứ tại đây, tôi nài xin ông bà anh chị em là những người làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ, hãy trở về với giáo hội, hãy lắng nghe giáo huấn của giáo hội và lắng nghe lời mời gọi của tôi. Riêng với những anh em giới trẻ, công nhân và di dân khi chưa phải là vợ là chồng trong bí tích hôn nhân, tôi xin mọi người, anh chị em ấy, hãy buông tha ra việc sống thử ở nơi các nhà trọ, dù đó là người công giáo hay ngoại giáo sống chung với nhau. Điều đó là bất luân, điều đó là vô nhân bản, điều đó là lỗi với chính con người của mình, bởi chính anh chị đã hạ giá phẩm giá của chính mình để ăn ở và để sống chung với những người không phải là vợ hay là chồng của mình khi chưa có bí tích hôn phối. Và cái hậu quả xảy ra không thiếu khi đã có thai có bầu, chạy đến thật nhanh với ông cha để đòi xin làm cho bằng xong. Đó là hậu quả, đó là sự kinh khủng mà tôi có thể ngon vi sánh ví rằng những người trẻ ấy đã bán đứng đi nhân phẩm và con người của mình, coi thường giáo huấn của giáo hội, coi thường lời dạy của cha mẹ. Và nếu cha mẹ biết được chúng ta sống như thế thì ở ngoài quê cha mẹ chúng ta nghĩ gì, đắng học hay đồng ý cho chúng ta sống thử, nói với chúng ta điều gì khi chúng ta cố tình để ở với nhau khi không có bí tích hôn phối. Tôi gióng lên hồi chuông trong ngày lễ mừng kính Thánh Gia Thất để xin mọi người hãy sống đúng vai trò của mình trong gia đình, là cha, là chồng, là vợ, là mẹ, là con cái. Và nếu ai chưa phải là chồng, là vợ trong bí tích hôn nhân thì xin đừng sống thử, sống với nhau, vì đó là gương mù, gương xấu, và đó là mẫu gương, đó là cách sống không tốt của những người có đạo sống chung với những người ngoại giáo. Xin gia đình Thánh Gia giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta nhìn vào hiện trạng thực của gia đình mỗi người, của bản thân chúng ta, để chúng ta thay đổi và căng tân đời sống của mỗi người. Amen.